Netizen Trung Quốc gào thét, tại sao dân Việt Nam được chụp ảnh đã đời bên siêu xe của ông Putin, còn ở Trung Quốc thì không bao giờ? Xin chào các bạn khán giả yêu quý đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, chuyến thăm của ông Putin tuy đã kết thúc, nhưng dấu ấn mà nó để lại vẫn chưa thôi làm dậy sóng cõi mạng. Cuộc gặp lần này đã tạo nên vô vàn những khoảnh khắc khó quên, không chỉ là với người dân Việt Nam hay là người dân Nga, mà các nước bạn hàng xóm cũng rất nồng nhiệt quan tâm. Nói đầu ra, đó chính là ông bá hộ phương Bắc Trung Quốc. Bằng chứng là suốt mấy ngày gần đây, khắp mạng xã hội Trung Quốc đang bị phủ sóng bởi các đoạn video phân tích, bình luận xoay quanh chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam. Trong số đó, mình đã bắt gặp một số đoạn video khá thú vị quay lại hình ảnh các cảnh sát, người dân Việt Nam xếp hàng check-in bên siêu xe của Tổng thống Putin. Netizen Trung Quốc xem xong video này liền nhận định, đây là cảnh tượng lần đầu tiên trên thế giới và chỉ có người Việt Nam mới dám làm. Cùng với đó, cộng đồng mạng Trung Quốc như thét ra lửa mà hỏi nhau rằng, tại sao người dân Trung Quốc chưa bao giờ được tới gần nguyên thủ quốc tế nửa bước chân, chứ đừng nói là có hành động tự do, gần gũi như thế. Vậy rốt cuộc Trung Quốc đã nói gì? Trong video này xin mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Chỉ với vài từ khóa như là Putin thăm Việt Nam, siêu xe của Putin ở Việt Nam, trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc, bạn có thể nhận về hàng chục những video khác nhau đưa tin về một cảnh tượng vô cùng thú vị. Chẳng hạn như trong video này, chủ kênh người Trung Quốc phải thốt lên rằng, tại sao người Việt Nam dám làm điều kỳ lạ thế này? Xe của Tổng thống Nga bây giờ lại là phông nền chụp ảnh cho người Việt. Ai cho phép họ làm điều đó? Theo quan sát, trong video là hình ảnh của các nam nữ cảnh sát cận vệ đang tươi cười và chụp ảnh trước đầu xe Aurus của ông Putin đã đậu trong sân phủ chủ tịch. Có cả những người dân cũng tranh thủ vào chụp hình với siêu xe ấn tượng của Tổng thống Nga vĩ đại. Điều này thật ra là rất kỳ lạ, vì thông thường thì khi nguyên thủ quốc tế, đặc biệt là ông Putin, khi đi ra nước ngoài sẽ vô cùng rụt rè, cẩn thận. Không có chuyện để người ngoài tiếp cận xe cộ, thân thể của ông kiểu như thế này đâu. Nhưng dường như là chỉ có Việt Nam mới là ngoại lệ của ông Putin. Vì đến đây, ông tự do thoải mái giao lưu với người dân, chia sẻ niềm vui với bà con nước Việt mà không ngần ngại điều gì. Đó là niềm vinh hạnh với người Việt Nam, nhưng với người Trung Quốc mà nói, đó là một cục tức khó nuốt. Nhiều người nghĩ nát óc không hiểu vì sao Việt Nam luôn được Nga ưu ái như thế, giống như đã coi nhau như người nhà, mối quan hệ sâu sắc hơn hẳn so với Nga và Trung Quốc. Cụ thể, bên dưới video mình đã đọc được những comment như sau. Cảnh sát Việt Nam thật nhàn hạ, họ tự tin với an ninh của mình như vậy sao? Nếu tôi là họ, tôi cũng sẽ chụp ảnh hàng ngàn tấm và khoe với bạn bè. Điều này không bình thường chút nào, ai sẽ chịu trách nhiệm nếu bị đặt bom? Tình hình an ninh ở Việt Nam có an toàn như thế không? Putin đi đến đâu cũng được lòng dân, ông sinh ra đã có khí chất của một vị vua. Nhưng đến Trung Quốc, ông ấy không thoải mái giống như khi ở Việt Nam, tôi phải thừa nhận việc đó. Người bình thường không thể tiếp cận mọi thứ thuộc về nguyên thủ quốc gia, an ninh của Việt Nam khá kém cỏi và lỏng lẻo. Việt Nam khá cởi mở, hầu như các nguyên thủ quốc tế đến đây không sợ khủng bố và tấn công. Mức độ an toàn đạt 99% mà không cần công tác an ninh quá cận kẽ. Nếu ở Trung Quốc mà thoải mái như vậy thì sẽ có tai họa lớn. Tôi nghĩ một mảnh kính trên cửa này có thể mua được 50 chiếc ô tô Wuling Hong Kong. Nếu là tôi cũng muốn có cơ hội chụp ảnh với nó, nhưng dường như điều đó là không thể ở Trung Quốc. Và đó là những bình luận đáng chú ý của dân mạng Trung Quốc mà mình đã đọc được. Có thể thấy là các netizen Trung Quốc rất cay mắt khi chứng kiến cảnh người dân và cảnh sát Việt Nam được thoải mái giao lưu chụp ảnh với con xe của Tổng thống Nga. Điều dường như bất khả thi tại đất nước họ. Các bạn Trung Quốc băn khoăn cũng phải thôi, nhưng có đôi điều này có lẽ là người Trung Quốc chưa biết. Việt Nam chúng tôi lâu nay đã nổi tiếng là quốc gia an toàn và bình yên hiếm có mà các nguyên thủ quốc tế có thể tự do đi lại, ăn uống vỉa hè, thậm chí là tản bộ hóng mát mà không lo sợ khủng bố. Nói thẳng ra thì quan trọng nhất là nền chính trị nước ta ổn định, người dân cũng rất văn minh, từ đó mọi vấn đề chính trị và xã hội mới yên ổn như vậy. Nói đâu xa, nhìn sang các nước khác, ví dụ như là mấy nước ở vùng Trung Đông kìa, nền chính trị các nước đó không ổn định, mâu thuẫn sắc tộc nhiều nên là tình hình các thứ nó không như ở Việt Nam ta. Nguyên thủ quốc gia sang đó phải che kín mặt rồi bảo mật 7749 lớp chứ chẳng đùa đâu. Thậm chí là có người còn đồn rằng cảnh sát Việt Nam mặc đồng phục chỉ để làm màu thôi, chứ lực lượng bảo vệ thực sự là mặc thường phục và lẫn vào trong dân kia kìa. Điều này có lẽ là rất ít quốc gia biết được, hoặc là biết nhưng mà không làm được. Nhưng mà điều đặc biệt hơn cả, đó là không chỉ trên mạng xã hội Trung Quốc bàn tán thôi đâu. Những khoảnh khắc dễ thương, vui vẻ, đời thường của người dân Việt Nam bên lề cuộc hội đàm giữa các chính khách hai bên được đài truyền hình nước Nga chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội YouTube. Tưởng đâu những hình ảnh này sẽ không mấy ai quan tâm, nhưng nào ngờ nó lại khiến người dân Nga cảm mến vô cùng.
bỏ qua mọi chỉ trích, lệnh cấm, lệnh truy nã mà Mỹ và phương Tây đưa ra. Việt Nam vẫn quyết đoán, tự tin tiếp đón Tổng thống Putin, không một chút sợ hãi nào. Người dân Nga không ngờ và rất cảm động khi thấy người dân Việt Nam lại quan tâm và yêu mến ông Putin như vậy. Sau khi xem được video cảnh sát và người dân Việt Nam chụp ảnh bên siêu xe của ông Putin, người dân Nga phản ứng như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây. Nga và Liên Xô cũ luôn giúp đỡ Việt Nam, còn Mỹ đốt làng bằng bom napalm và giết hại dân thường, tất nhiên thái độ với Nga sẽ tốt. Không có của cải nào có thể so sánh được với tình bạn đáng quý này. Một người bạn cũ tốt hơn hai người bạn mới. Khi tôi khó khăn nhất, bạn luôn ở đó. Khi mọi người khó khăn với bạn, tôi đã không quên bạn. Đây là tình bạn thực sự. Tình bạn giữa Việt Nam và Nga không ai có thể tách rời. Nước Nga sẽ giúp đỡ người dân Việt Nam giải phóng khỏi chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và sau đó là khỏi bọn cướp Mỹ. Điều này được thế hệ sau nhớ đến và truyền lại cho con cháu của họ. Chính vì lẽ đó, ở đất nước này có rất nhiều bạn bè của người dân Nga và họ đã giơ tay chào đón Tổng thống Putin bằng tình cảm và sự ủng hộ. Cảm ơn Việt Nam! Hình ảnh này thật dễ thương, Việt Nam có vẻ là một nơi tuyệt vời để ghé thăm. Họ có đầy đủ phẩm chất quý giá, chăm chỉ, cần cù, kiên cường và dũng cảm, luôn có lòng biết ơn đối với những người đã từng giúp đỡ họ, không vì lợi ích mà vô ơn với bạn cũ. Điều này đáng trân trọng. Từ nhỏ, tôi đã biết về lịch sử Việt Nam, có nhiều anh lớn đã xâm chiếm Việt Nam và gây ra bao nhiêu đau thương cho người dân vô tội. Nhưng duy chỉ có Liên Xô, nay là Nga, đã giúp đỡ Việt Nam vượt qua những khó khăn này. Tình yêu từ nước Nga gửi đến Việt Nam. Việt Nam biết cách đối nhân xử thế khi nhắc lại lòng biết ơn với Nga vì đã hỗ trợ đất nước trong chiến tranh. Tôi rất khâm phục cách ngoại giao của các bạn. Họ thật đáng yêu và dường như không có rào cản giữa Tổng thống và người dân bình thường. Thực sự, tôi rất ấn tượng với sự lãnh đạo của người Việt. Có vẻ như họ đủ can đảm để thách thức phương Tây. Việt Nam có một biện pháp ngoại giao tuyệt vời, làm cho Mỹ không thể ra lệnh cho Việt Nam. Đọc những bình luận của các bạn Nga khiến cho người Việt Nam chúng ta cảm thấy thật ấm áp từ tận đáy lòng. Có thể nói rằng, chuyến công du của Tổng thống Putin đích thực chính là cuộc gặp gỡ nồng ấm, tin cậy của những người bạn gần gũi, tình cảm và những khoảnh khắc chân thành từ trái tim đến trái tim. Xuất phát từ những tấm lòng cảm mến chân thành giữa hai người bạn. Chính vì điều đó mà người dân Nga luôn dành một tình cảm đặc biệt cho người dân Việt Nam từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay. Quý vị, các bạn ở đây có ai đã từng đến nước Nga chưa? Cho dù là chúng ta chưa từng đặt chân đến nước Nga, nhưng vẫn luôn yêu mến, cảm nhận tình nhân văn sâu sắc của thế giới nước Nga, tâm hồn Nga, ngôn ngữ Nga qua từng sách, thước phim, câu chuyện kể của ông bà, cha mẹ, trân trọng mối quan hệ Việt-Nga mãi mãi. Giữa lúc nước Nga đang gặp nhiều khó khăn, bị bao vây cấm vận đủ đường, mình tin rằng là Việt Nam luôn luôn tôn trọng bạn và sát cánh bên nước Nga dù trong hoàn cảnh nào. Mặc cho cộng đồng mạng phương Bắc nói ngả nói nghiêng thì tình anh em Việt-Nga mãi mãi không bao giờ thay đổi. Các bạn có đồng tình với mình không? Còn đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Soccer để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.